Đồng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc giấy vay nợ ngày 15 tháng 7 2023 đến vay tôi Phạm Văn Nhiệt sinh ngày 27 tháng 5 2003 số chứng minh 044-203-001-332 cấp ngày 22/6/2021 nơi cấp cục cảnh sát hộ khẩu thường trú huyện Thị Lệ tỉnh Quảng Bình thời hạn hợp đồng 3 năm ngày bay 17/7/2023 bên cho vay ông bà Nguyễn Xuân Hiếu sinh ngày 5/5/1987 số chứng minh 025087-0006-14 cấp ngày 10/7/2021 nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hộ khẩu thường trú tỉnh Tây Đô tên lập Đan Phường Hà Nội bên Bảo Lệnh ông Phạm Văn Tên sinh ngày 14/12/1977 số chứng minh căn cước công dân 044-077-001-458 cấp ngày 5/4/2018 nơi cấp cục cảnh sát hộ khẩu thường trú Mỹ Thủy Lê Thị Quảng Bình quan hệ với người vay bố bên vay là con số điện thoại là 0358-982-076 số tiền vay là 200 triệu đồng lãi suất 0.5% thời hạn vay 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh ngày hết hợp đồng vay ngày 17/1/2024 lý do vay nhằm mục đích sang Đài Loan không bỏ trốn nơi làm việc bỏ trốn tại công ty nhà máy viện dưỡng Lào chủ sử dụng cư trú bất hợp pháp công ty xuất khẩu lao động yêu cầu ông bà Phạm Văn Nhiệt phải đặt cọc 200 triệu Việt Nam đồng cho công ty xuất khẩu lao động nhưng ông bà Phạm Văn Nhiệt không thể chuẩn bị được số tiền cọc nên nhờ ông Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1987 vay cho số tiền trên cam kết bảo lãnh tôi Phạm Văn Tên xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà Phạm Văn Nhiệt số vay số tiền 200 triệu Việt Nam đồng với lãi suất 0.5% trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xuất quyền ông bà Phạm Văn Nhiệt bỏ trốn nơi làm việc trở thành lao động bất hợp pháp thì tôi Phạm Văn Tên sẽ phải trả số tiền cho ông Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày chủ sử dụng thông báo bỏ trốn nếu không trả số tiền đến thì ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền để tịch thu tài sản nhà cửa đất đai với giá trị tương đương 200 triệu Việt Nam đồng mà tôi không được phép tiền tùng bất kỳ điều gì tôi tự nguyện để lại các loại giấy tờ gốc để đảm bảo giấy khai sinh căn cước công dân bố mẹ giấy phép lái xe giấy khai sinh của em trai bằng cấp 2, cấp 3 cam kết của bên cho vay nếu ngày 17/1/2024 ngày hết hợp đồng vay tiền trong 6 tháng ông bà Phạm Văn Nhiệt bên vay không bỏ trốn thì giấy vay nợ này sẽ vô giá trị sẽ không còn nợ bất kỳ một đồng nào với ông Nguyễn Xuân Hiếu và mọi giấy tờ mà bên vay sẽ để lại được hoàn trả đầy đủ sợ nói miệng không có bằng chứng nên chúng tôi lập giấy vay tiền này làm bằng chứng sẽ cam kết theo video của người bảo lãnh chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm được pháp luật bản cam kết này có hiệu lực từ ngày 17/7/2023 đến ngày 17/1/2024 giấy vay nợ này được in trên 3 bản mỗi bên một bản có giá trị tương đương như nhau bên vay ký tên Phạm Văn Nhiệt bên bảo lãnh Phạm Văn Tên em hiểu rõ là nội dung của cái giấy vay nợ đấy chưa nội dung như này em nếu mà qua bên Đài Loan trong vòng 6 tháng mà không trốn thì giấy vay nợ này là vô giá trị còn nếu như mà trốn thì là gia đình của Phạm Văn tôi là Phạm Văn Nhiệt người bảo lãnh Phạm Văn Tên sẽ là ông Nguyễn Xuân Hiếu 200 triệu. Nhẹ bạn chào bác là quan hệ như nào với lại người lao động? Tôi là Phạm Văn Tân, vâng. Phạm Văn Nhật. Vâng, bác quê ở đâu ạ? Quê ở đội 1, Mỹ Đình, Điện Quảng Bình. Vâng, bác hiểu được cái giấy vay nợ này như nào chưa ạ? Hiểu rồi. Vâng, nội dung như nào bác? Nội dung là nếu con tôi giờ đi Đài Loan mà 6 tháng mà con tôi không trở ra ngoài thì có như tờ giấy đây là vô hiệu việc và tôi sẽ không chi trả cho một đồng nào đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu. Vâng. Nghĩa trong quá trình 6 tháng nếu mà gia đình mà có người lao động
là Lê Văn Nhật bỏ trốn khỏi nơi làm việc thì phải chi trả số tiền phạt hợp đồng cho ông Nguyễn Xuân Hiếu là 200 triệu. Còn nếu như không bỏ trốn thì cái giấy này là không có hiệu lực. Bác hiểu chưa ạ? Ok, hiểu rồi.